Tại sao Quốc hội Việt Nam trì hoãn thông qua TPP? Ngày 16 tháng 9 năm 2016, Quốc hội Việt Nam đã trì hoãn việc thông qua Hiệp định TPP. Theo lời bà Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân là phải chờ đến khi bầu cử ở Mỹ ngã ngũ. Cần biết, cả Trump và Hillary đều có quan điểm chống lại Hiệp định này bởi nó chỉ là công cụ thống trị của tài phiệt bao trùm lên cả chính phủ Mỹ. Những nguy cơ TPP và TTIP vô hiệu hóa chủ quyền và bần cùng hóa người dân. Với TPP và TTIP, Hiệp định Xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu, chính phủ các nước phương Tây sẽ thực sự chỉ còn là tay sai của giới tài phiệt quốc tế. Họ sẽ phải thực hiện chương trình nghị sự cho mục đích cai trị toàn thế giới của tài phiệt. Không hề có gì để gọi là quan hệ đối tác ở đây. Chỉ có quan hệ hoang dã giữa chủ nô, nô lệ, chư hầu và cạnh tranh ăn thịt như bầy kền kền ăn xác chết. Giới tài phiệt quốc tế đã quá to lớn vượt ra phạm vi một quốc gia như Mỹ. Chúng đang tìm kiếm nạn nhân mới ngoài Mỹ. Chúng đứng trên cả luật pháp Mỹ, thậm chí hoàn toàn miễn dịch với các luật lệ quốc tế và chà đạp thô bạo chủ quyền mọi quốc gia. Có rất nhiều ví dụ về việc các nước nhỏ, yếu chỉ đơn thuần làm ăn thương mại với công ty Mỹ mà cả chính phủ các quốc gia đó bị kiện tụng, bị trừng phạt và thậm chí cấm vận chỉ vì tranh chấp thương mại thuần túy. Ví dụ như khi Monsanto, tập đoàn khổng lồ về thực phẩm biến đổi gen toàn cầu của Mỹ gắn liền với tội ác chất độc da cam, dioxin, vừa mới được người Đức sáp nhập, muốn bán hạt giống biến đổi gen, hay một tập đoàn bán lẻ Mỹ muốn bán thịt bò biến đổi gen vào nước nào đó, thì trước đó là cả một chiến dịch PI khổng lồ, sau đó là vận động hành lang ở các quốc gia chúng nhắm đến để sửa đổi luật lệ theo TTIP và TPP. Dù có muốn, các quốc gia này cũng không thể kiện hay xét xử Monsanto theo luật pháp trong nước, chỉ có thể làm điều đó ở tòa án quốc tế, nơi mà tài phiệt hoàn toàn thao túng. Nói cách khác, luật pháp của các quốc gia là vô giá trị. Tương tự như vậy, bản quyền của phần mềm, tác quyền của các hãng truyền thông, cho đến bản quyền từng viên thuốc hay phương pháp điều trị, nó là những khoản tiền lớn hàng trăm tỷ đô la và hoàn toàn độc quyền. Một ví dụ, những trò chơi giải trí trên VTV phải trả tiền bản quyền lên đến nhiều triệu đô la, hay bản quyền một giải bóng đá là hàng tỷ đô la, trong khi thực tế có hàng trăm vệ tinh đang phát sóng gần như cho không trên khắp địa cầu. Hoặc như bản quyền thuốc, khi các hãng dược phẩm ở các quốc gia có thể sản xuất thuốc giá rẻ nhưng sẽ không được lưu hành bởi các hãng dược phẩm Mỹ đã được trao độc quyền với giá trên trời, người nghèo sẽ chết. Hoàn toàn không có minh bạch thông tin. Cả TTIP và TPP đều đàm phán hoàn toàn bí mật, nằm ngoài hiểu biết của dân chúng, thậm chí cả đảng cầm quyền và quốc hội các nước cũng không hề hay biết, kể cả quốc hội Mỹ. Tất cả điều đó được che giấu dưới bức màn tuyên truyền đối tác thương mại bình đẳng, bằng cách vào TPP dệt may làm tăng GDP hàng tỷ đô la là hoang tưởng. Rõ ràng, khi các quốc gia đã đồng ý đặt bút ký vào các điều khoản TTIP và TPP mà người dân không hề hay biết là đã mua dây chói mình và trả tiền cho tài phiệt quốc tế qua mạng lưới các tập đoàn xuyên quốc gia, đặt lợi ích của chúng lên trên lợi ích nhân dân, trên chủ quyền quốc gia. Lợi ích của tài phiệt quốc tế qua TTIP và TPP lớn đến mức chúng sẵn sàng từ bỏ một vài rào cản thuế, sẵn sàng hứa hẹn và cam kết các khoản tài trợ và cho vay to lớn. Ở các quốc gia yếu kém và tham nhũng, giới quan chức rất dễ mắc bẫy. Các hiệp định thương mại TPP hiện nay thực sự có rất ít thứ để làm với thương mại. Thay vào đó, TPP sẽ có tác động rất lớn đến thể chế chính trị, hệ thống pháp luật của các quốc gia, nhất là về các quy định và tiêu chuẩn nội địa. Trong khi các chi tiết vẫn còn chưa rõ ràng,
các nước có thể sẽ phải đối mặt với áp lực gia tăng để đảo ngược quy định về lao động, về tự do lập công đoàn này khác, quy định về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn môi trường, tự do Internet, thậm chí các quy định tài chính đã ban hành gần đây. Và những gì sẽ xảy ra nếu một quốc gia từ chối tuân thủ? Các nhà đầu tư tư nhân có thể sẽ kiện chính phủ nếu họ thấy các quy định về môi trường làm giảm lợi nhuận tương lai dự kiến của họ, ngay cả khi những quy định đã được ban hành một cách dân chủ và áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp trong nước. Những kiện tụng này sẽ được quyết định bởi tòa án quốc tế không được bầu và không có trách nhiệm với công dân của bất kỳ quốc gia nào. Với tất cả những điều này, rõ ràng cái gọi là TPP, Hiệp định Thương mại Tự do, đối nghịch nghiêm trọng với dân chủ và chủ quyền quốc gia. Danny Rodrit, cựu giáo sư kinh tế chính trị quốc tế tại trường Đại học Harvard nói, mâu thuẫn vốn có giữa nền dân chủ, chủ quyền quốc gia, toàn cầu hóa kinh tế cấp tiến là nghịch lý toàn cầu hóa. Ông cho rằng không thể duy trì ba yếu tố cùng một lúc. Chỉ có hai có thể tồn tại cùng một lúc. Do đó, ông lập luận rằng chúng ta phải hạn chế tự do hóa kinh tế cực độ và hạn chế bãi bỏ quy định để duy trì dân chủ và chủ quyền. Cho đến nay, không có gì có thể chứng minh điều Obama đã nói. TPP có tiềm năng trở thành một mô hình không chỉ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà còn đối với hiệp định thương mại trong tương lai. Quyền của chúng ta là gì? Để kiểm soát các quyết định có ảnh hưởng đến chúng ta? Hay quyền lợi của các tập đoàn và các nhánh hành pháp, gốc của các nhóm lợi ích, sẽ đưa ra các quyết định vụng trộm, làm suy yếu sự kiểm soát và cân bằng? Nếu chúng ta không tỉnh táo, quỷ dữ sẽ nuốt chửng chúng ta. Trong hai thập kỷ qua, ít nhất đã có 300 nông dân Ấn Độ tự tử vì không trả nổi nợ nần, sau khi chính phủ cho phép Monsanto độc quyền giống bông và thuốc kích thích, thuốc trừ sâu vào nước này. Nông dân phụ thuộc hoàn toàn vào tập đoàn này, phải nợ chúng để có thể canh tác mà không được dùng giống bông địa phương phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng, dù rằng giá bán của Monsanto ngày càng tăng. Thậm chí, họ sẽ bị ra tòa và tịch thu toàn bộ gia sản nếu chẳng may vi phạm độc quyền của Monsanto. Có thời điểm, thống kê cho thấy cứ 30 phút lại có người tự tử. Chớ trêu thay, họ tự tử bằng chính thuốc trừ sâu của Monsanto bán chịu. Khi mất mùa, nông dân luôn là người lĩnh đủ. Tham gia vào các hiệp định nêu trên có những điều khoản cho các tập đoàn độc quyền như vậy. Hậu quả là các hãng trong nước chết và người nghèo chết. Ngô Mạnh Hùng,